Vườn quốc gia Bạch Mã có tổng diện tích là 37.487 ha, nằm trên địa bàn ranh giới hành chính của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Văn phòng điều hành hiện đóng tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo kết quả điều tra nghiên cứu, cơ quan chức năng ghi nhận ở vườn quốc gia Bạch Mã có 1.728 loài thuộc 54 bộ, 266 họ. Trong đó, có 70 loài thuộc sách đỏ Việt Nam 2007, 52 loài có tên trong danh lục IUCN năm 2016 và 15 loài đặc hữu. Ngoài ra, các nhà khoa học đã điều tra và phát hiện 14 loài mới cho khoa học ở vườn quốc gia Bạch Mã và đặt tên theo địa danh nơi đây. Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, cho biết thời gian qua nhiều loài động vật quý hiếm được ghi nhận xuất hiện ở khu vực rừng do đơn vị quản lý. Mới đây nhất, một cá thể lừng lợn được phát hiện tại khuôn viên bưu điện Bạch Mã cũ, đoạn cây M19 đường lên đỉnh Bạch Mã. Trước đó, một cá thể lừng lợn khác cũng được nhân viên vườn phát hiện ở khu rừng Bạch Mã, cách đó vị trí nói trên khoảng 2 km. Lừng lợn hay còn được gọi dưới một số tên khác trồn hoang, cúi, gấu lợn. Do nạn săn bắt trái phép dẫn đến suy giảm về số lượng nên Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp loài này vào thể loại loài sắp bị đe dọa trong sách đỏ IUCN năm 2008. Trước đó, hai cá thể mang trường sơn quý hiếm được một du khách người nước ngoài chụp lại trong khu vực rừng Bạch Mã. Đây là loài động vật đặc hữu đang trong tình trạng nguy cấp. Bên cạnh đó, tại vườn quốc gia Bạch Mã có một số loài động vật quý hiếm cũng thường được các du khách chụp được ảnh hoặc thon như gà lôi lam màu trắng, vọc trà vá chân nâu. Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, trong hai lần đặt bẫy ảnh, 5 năm trở lại đây, ghi nhận 47 loài, nhóm loài thú và chim sống trên mặt đất. Bên cạnh những động vật kể trên, còn có các loài khác như cầy vòi hương, rùa hộp trán vàng miền Trung, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, cu ly lớn, chị sao, sơn dương.